khách chốt hai cây cô lum để về đáy hội trường nha anh em. Thì anh em biết hội trường là nó sẽ rộng ha, thì một bên là một cây thì khách đặt hai cây. Thì bây giờ em sẽ kết nối con này cho anh em mà đánh chế độ không dây ha, kết nối không dây thì nó sẽ kết nối wireless. Wireless tất nhiên là cái nút TWS này ha, cái nút TWS đây, bo này cũng có ha, thì anh em nhắn vào đây một cái nha. Rồi. Ok, nó tự kết nối ha. Bây giờ nó sẽ có trong đây là nó sẽ hai bên là nó sẽ có một cái máy chủ ha. Thì anh em cứ kết nối nè. Ok, nó đã kết nối bên kia anh em, lo bên kia là máy chủ ha. Đây, để bây giờ em sẽ test nhạc cho anh em này. Nói chung là nó đánh CT ha. À, khách đặt thêm một bộ dây 15 mét này, 15 mét luôn, một cục chà bá luôn nè. Và nhiều khi là khách sợ là bắt nó yếu nên là đã kêu thêm một bộ dây 15 mét để kết nối có dây ha. Được, giờ em sẽ test nhạc cho anh em nghe thử. Có súp luôn nha anh em, tức ngực luôn nha. Thử con này sẽ đi trang bị mic hai màn hình nha. Đó là phải là bên kia. Ở bên đây là Alex Park 4567. Alex Park 4567. Mẫu này là quá ok luôn nha, rất là đẹp luôn. Bảy triệu một cây nha anh em, 7 triệu một cây, chưa phải ship, khách đặt luôn một bộ hai cây ha.
đánh rất là đã luôn, kết hợp đánh chế độ CT hai kênh luôn. Đây, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây,